Anh đặt trước món ăn luôn hả? Sao anh biết anh thích mấy món này mà đặt vậy? Thì bạn gái thích ăn món gì anh phải biết chứ. Sao anh lại nhìn em nhỉ? Tại vì em đẹp. Coi bộ ở trình độ nịnh nọt của anh á, càng ngày càng đẳng cấp rồi đó. Anh khen thật lòng mà. Với lại anh khen bạn gái của anh chứ có khen người ngoài đâu. Xạo quá à. Tặng em nha. Đẹp quá à. Cảm ơn anh nha. Em thích là anh vui rồi. Anh phải cảm ơn em mới đúng. Bởi vì em đã giúp đỡ anh trong suốt thời gian vừa qua. Anh bắt đầu nói chuyện khách sáo sến rồi đó. Nếu vậy thì tôi nói thêm câu nữa đi. Gì nữa? Em là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà anh đã từng gặp. Nghe cũng được. Còn một câu cuối nữa. Câu gì? Em Anh Phong. Chào bé. Ủa em đi đâu đi Diễm? Thì em đi kiếm anh chứ đi đâu. Đến đây để kiểm tra xem có phải anh đi ăn với bé An hay không. Em bị làm sao vậy Diễm? Anh đã nói với em rồi kia mà. Ủa sao chị biết chỗ này mà tới hay vậy? Trời, bộ anh Hai không nói gì với em hết hả? Tại sáng nay á, anh Hai có nhờ chị á, đặt bàn đi ăn với em nè. Còn nhờ chị mua hoa tặng em nữa. Vậy ra bó hoa này là do anh nhờ chị mua hả? Thì bởi vậy á, chị thấy á, anh Phong anh chuẩn bị chu đáo á. Không biết có phải là đi ăn với bé An không, hay là hẹn hò với cô nào nữa. Nên chị mới tới kiểm tra nè. Mà ai về đi ăn với bé An thiệt. Hả? Ủa sao vậy? Bộ hoa mua không đẹp hả? Bé An không lấy vậy? Em thấy nó đẹp mà. Nghe anh nói đã. Nói cái gì? Anh đã nói hết rồi. Anh xin lỗi. Thật ra là anh chỉ nhờ Diễm tìm cái quán nào ngon nhất để mời em đi ăn thôi mà. Thì cả mua quà mà anh cũng nhờ chị. Sao cái gì em cũng nhờ chị hết vậy? Anh xin lỗi, nhưng mà thật lòng anh chỉ muốn em được vui thôi. Em không vui khi thấy chị ở đó. Tại sao chị phải tới đó kiếm anh chứ? Em muốn anh nhớ, từ nay em là bạn gái của anh rồi, không phải là em gái của anh nữa đâu. Ủa, tụi nó chưa xuống ăn cơm hả chị? Dạ. Dạ. Hai cái đứa này. Thưa bà, tôi có lên gọi cậu Phong với cô An xuống ăn cơm rồi. Mà cô An nói là no rồi, không thích ăn gì hết. Sao không ăn? Phải ăn mới được chứ, hai cái đứa này. Chào mẹ. Con có kêu em xuống ăn cơm con? Dạ, con có kêu nhưng mà nó nói nó không ăn ạ. Trời ơi, nó làm cái gì? Về tới là ở trong phòng, không xuống ăn cơm là sao? Hay là để tôi chạy lên tôi gọi cổ lần nữa nha bà. Thôi khỏi đi, chị mang đồ ăn lên cho nó đi. Nhiều khi á nó không muốn xuống ăn. Dạ. Ăn đi con. Không biết là nó có chuyện gì không? Dạ, tại con cãi nhau với bé An nên là nó giận con ạ. Vậy hả? Dạ. Hai cái đứa này thiệt tình, hở một chút là giận, hở một chút là giận, hở một chút là gây lộn là sao? Sao vậy? Dạ thưa bà, tôi gọi cửa mà cô An nhất định không mở. Cổ nói là no rồi, không muốn ăn gì hết trơn á. Cái con này thiệt à, không chịu ăn cơm. Chị để đó đi. Dạ. Còn con ăn đi, kệ nó. An, nghe máy đi em. Đừng giận anh nữa mà. Em mở cửa nói chuyện với anh một chút nha.
An ơi, An, con không có ra đâu, mà đừng có gọi nữa. Xuống ăn cơm, mở cửa cho mẹ nè con. Con nói là con không có ra đâu mà, mày đừng có gọi nữa. Phong, con với con An gây lộn cái gì mà nó giận dữ vậy? Mẹ qua kêu nó mở cửa nó không mở là sao? Dạ, chỉ là chuyện nhỏ thôi, không có gì đâu ạ. Chuyện nhỏ hả? Chuyện nhỏ mà nó nhốt mình trong phòng cả buổi không ra ăn cơm là sao? Con làm ơn giùm mẹ đi, xuống nước năn nỉ em. Dạ, được, vậy một lát nữa con sẽ qua. Cái gì một lát, con qua liền đi. Con biết là nó ở trong phòng nhịn đói, không ăn uống gì hết trơn, nó xỉu thì sao? Vậy mẹ cứ về phòng trước đi, xong rồi con sẽ qua phòng An liền ạ. Con qua liền nghe. Dạ. Ly hả? Anh Hai nè. Em nói bà nội ngày mai được đi bán hàng nữa nha. Ở nhà đợi anh về có chút việc. Nói vậy đi là được rồi. Vậy nha. An ơi, mở cửa cho mẹ đi con. An, con đang ngủ. Con không chịu mở hả? Mẹ kêu thợ phá cái ổ khóa này nghe. Có nghe mẹ nói không An? Con à, con nghe rồi. Nghe thì mở cửa. Sao? Sao từ hôm qua tới giờ con ở trong phòng vậy? Hả? Không có chuyện gì đâu, mẹ đừng có lo. Bồ con với anh Hai giận nhau phải không? Có chuyện gì nói mẹ nghe coi. Hả con, có chuyện gì? Con nói không có chuyện gì, mẹ cứ hỏi hoài. Không có chuyện gì đâu. Không có chuyện gì mà từ hôm qua tới nay ở trong phòng không chịu xuống ăn cơm. Hả? Mẹ hỏi anh Hai con á thì anh Hai cũng không nói nữa. Mẹ hỏi con cũng không nói là sao? Thì tối nay là không có chuyện gì đâu, mẹ đừng có lo, không có chuyện gì hết á. Không có chuyện gì phải không? Dạ. Chắc chắn phải không? Chắc chắn. Thôi, đi xuống ăn cơm với mẹ ha. Mẹ xuống đi, con xuống sau ha. Em à. Sao bây giờ anh lại ở đây? Anh đợi em từ sáng giờ. Đợi em làm cái gì? Anh đi làm đi, không thôi trễ giờ. Nhưng mà... Buông tay ra. Có chuyện này nhất định anh sẽ phải nói với em. Em không có thích nghe, buông tay ra. Em à, trước đây anh đã từng nói là anh đồng ý làm bạn trai của em. Nhưng thật ra anh vẫn chưa nói hết. Em à, em nghe đi. Anh muốn nói anh yêu em. Anh chỉ nói cho em vui thôi chứ gì. Anh nói thật lòng mà, em không tin. Không tin. Đi với anh. Không đi. Đi. Không. Đi với anh. Em không tin anh. Em không thích nghe anh nói. Em không thích. Bình tĩnh đi. Em không thích gì với anh đâu. Anh đừng có nói nữa. Anh tránh ra đi. Không là không tránh ra. Em không thích. Ba ơi, ba đang sáng nè ba. Rồi. Ba nước nóng ngon lắm á. Má ơi, má lên ăn sáng luôn đi má. Ba đi đâu vậy? Đem chai nước ra ngoài xe. Ba ơi. Ủa, bộ ba con đi hả? Dạ không, ba nói ba mang chai nước ra ngoài xe. Ừ. Ba nước nóng hổi vừa thổi vừa ăn, má ăn đi. Chờ ba nữa. Ba ăn đi ba, má chờ ba vô mới ăn á. Hai người bị sao vậy? Bình thường. Còn thấy không có bình thường tí nào hết trơn á. Sao không bình thường? Con nói với má con là trưa nay ba không về ăn cơm, khỏi chờ cơm.
Con nói với ba con, má ở ngoài chợ không về nấu cơm, khỏi cần về. Vậy tại sao hai người không trực tiếp nói với nhau đi? Nói qua con làm chi? Con nói với má con, bà không muốn ăn ở đây, bà đem hộp bánh nước này ra ngoài xe ba ăn. Con nói với má con, ba chào má con, ba đi. Con chạy theo, chạy theo nói với ba con là má không cần chào, đi đi đi. Tôi nghe rồi. Má đem hộp bánh này ra chợ má ăn luôn. Má đi đâu vậy? Đi chợ. Chợ đâu phải lối đó. À quên, đi chợ lối này. Ngày nào cũng vậy hết trơn. Giống mới yêu nhau quá. Dạ em nghe anh. Dạ em đang chuẩn bị đi làm thôi. Anh vẫn còn ngoài đó hả? Chắc ở đó có nhiều hoạt động lắm anh hả? Em vẫn bình thường thôi. Chỉ có điều hay nhớ anh. Ủa? Anh đưa em về nhà làm gì vậy? Về nhà gặp nội chứ làm gì nữa. Đi. Theo anh. Đi. Con chưa dắt An về nhà lần nào cho nên là nội chưa biết ạ. Dạ. Con cũng xin lỗi là tại vì con tới mà không có báo trước. Nội, hôm nay nội không có đi bán hả nội? Tại hôm qua thằng Hoàng nó điện về, nó biểu tôi đừng có đi bán, ở nhà chờ nó. Tưởng có chuyện gì chứ ai về đâu. Dạ à, tại vì con muốn An được biết nội sớm hơn thôi ạ. Vậy mà nội tưởng con phải bận cái gì liên quan phim gì đó à? Dạ tại vì con có lịch quay sớm cho nên là con phải về sớm ạ. Em tới nhà anh xấu như vậy em có chán không? Không, em vui nữa là khác. Tại vì lần này em được gặp bà nội của anh. Công nhận á, bà nội của anh hiền ghê vậy đó. Với lại bà nội cũng cưng anh lắm đó. Cho nên sau này cháu dâu của bà cũng cưng y như vậy đó. Anh này, anh đưa em về ra mắt bà nội như vậy để cho em thấy sự nghiêm túc trong tình cảm của hai đứa mình. Thấy rồi. Nhưng mà anh không thấy vậy là hơi mạo hiểm hả? Lỡ như có ai phát hiện ra thì sao? Chuyện tình cảm của tụi mình là quan trọng. Tất cả mọi cái anh không sợ. Nhưng mà em phải hứa với anh một điều. Từ giờ trở đi không được giận hờn vu vơ nữa. Em có biết là em đã làm cho anh mất ăn mất ngủ không vậy? Xin lỗi, sau này em sẽ không vậy nữa đâu. Hứa nha. Ok, bây giờ em vô nhà đi. Anh phải ghé công ty nữa. Anh đi làm đi. Dạ alo. Dạ con nghe nè nội. À, gì hả? Dạ dạ, con sẽ về liền. Dạ dạ, con chào nội. Anh đi nha. Bye bye anh. Ngồi xuống đó. Mày nghe tao nói không? Nói cho nội nghe. Sao mà quan hệ của mày với cái con nhỏ đó làm sao? Dạ, An là bạn gái của con, tụi con